Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình 360 độ ngon. Và ngày hôm nay thì bọn đang có mặt ở hẻm 629 đường Bà Hạc, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể thì con hẻm này sẽ nằm ngay bên cạnh chợ Nguyễn Tri Phương luôn. Và như các bạn thấy thì phía sau lưng bảo đó là một cái con đường bán rất là nhiều những cái món ăn với những cái hàng quán hấp dẫn ở đây. Và trước đây thì hình như Bảo cũng đã từng review cho các bạn về một cái quán bánh canh cua nằm trên con đường này luôn, rất là gần chỗ Bảo đứng. Cụ thể là hình như là đối diện ở bên kia hẻm 566 Bà Hạc hay sao ấy. Và ngày hôm nay thì mình không mang bánh canh cua nữa mà mình sẽ đi ăn bún thịt nướng trong chợ này. Đó. Và đây là một cái quán bún thịt nướng Bảo nghe đồn rằng là có hương vị hấp dẫn nè, bán cũng khá là lâu năm rồi và đặc biệt là giá cả thì cũng rất là phải chăng nữa. Có đúng như vậy hay không thì ngay bây giờ mình đi đến đó để xác thực điều đó nha. Bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ phải đeo khẩu trang tại vì đây là nơi công cộng các bạn nhé. Let's go. Và chúng ta đã đến nơi, đây là cái quán bún thịt nướng có tên là Bội Bội. Cái tên cũng khá là giống cái tên kiểu Bảo Bảo. Và ở đây thì không phải là chỉ có một quán bún thịt nướng này các bạn nhé. Xung quanh đây thì có rất là nhiều hàng quán. Chẳng hạn như bên kia thì có bánh canh cua, cũng khá là nhiều người ăn. Bên này thì có hủ tiếu, bò kho nè, bla bla, rất là nhiều luôn. Nhưng mà tâm điểm của mình ngày hôm nay đó là bún thịt nướng. Nên là vô trong giới thiệu với các bạn, đây là chị chủ của quán bún thịt nướng có tên là Bội Bội. Một chị có tên giống như các bạn đang đứng quay phim sau lưng cho Bảo. Chị tên là Hằng. Chủ của quán bún thịt nướng có tên là Bội Bội, giống như các bạn đang đứng quay phim sau lưng cho Bảo, tên là Hằng. What? Trời ơi. Mình bán những cái món ở đây được bao nhiêu lâu rồi chị? Trên 10 năm rồi cưng. Ờ, ở đây em thấy có khá là nhiều món thì cái món nào được xem là cái món bán chạy nhất, đặc trưng nhất hoặc là lâu đời nhất ở đây của mình? Thì chị bán bún thịt nướng với bò lá lốp, mỡ chài cuốn ăn đó cưng. Dạ, mấy cái món nào là bán chạy nhất? Ngoài ra thì còn món gì chị? Có nuôi sò bò, bún thịt xào với mì gói sò bò đồ em. Mình bán ở đây là từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? Chị bán từ sáng 6 giờ tới 2 giờ trưa. Sáng 6 giờ tới 2 giờ trưa. Cụ thể chút xíu là mình mấy cái món này mà chị bán từ sáng 6 giờ vậy là chị phải chuẩn bị rất là sớm hay là sao? Thì sáng thì chị mua đồ sẵn hết rồi để tủ lạnh. Xong mà chị bán xong vậy đó, trưa chị dọn hàng xong xuôi về chị trộn, chị cuốn để ngày mai chị bán vậy. Bắt tay vào việc liền luôn. Đúng rồi. Ở đây thì một phần bún thịt nướng mà mình ăn đầy đủ là có giá là bao nhiêu chị? Nếu mà có đầy đủ, có nem, đồ, chả giò là luôn thì 40.000 một phần. 40.000 một phần, wow, là đầy đủ luôn các bạn nhé. Đầy đủ luôn, còn nếu mà thịt không thì 35. Thịt không là 35. Chị cho phép em gọi một tô đầy đủ bún thịt nướng. Dạ rồi, em cảm ơn chị Hằng rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì đã có một cái tô bún thịt nướng đầy đủ ở đây. Và xung quanh thì cũng không có ai lúc này, tại vì cũng gần giữa trưa rồi. Nên bây giờ thì tranh thủ lúc vắng này thì xin phép mình cởi ra để mình ăn nhanh. Cởi khẩu trang ra, chính xác là cởi khẩu trang ra để ăn nhanh. Nghe cởi không thấy ghê quá. Rồi, ở đây thì như các bạn thấy nha, ngoài cái câu chuyện rằng là những cái món trong cái tô bún thịt nướng thập cẩm ở đây, còn một cái điểm hấp dẫn nữa đó là cái chén nước mắm này có đồ chua nè, củ kiệu nè, nước mắm. Trời ơi, chị không cần ăn, chị nhìn qua hình ảnh cái lúc mà chị lấy cái chén nước mắm này thôi là ta nói trời ơi nó phê, chữ ê nó kéo dài đúng không? Giống mấy bạn mà hôm nay nói trên mạng á, bắt chước nha. Ở đây thì sẽ có thêm ớt băm, các bạn nào ăn cay thì có thể cho thêm ớt băm vào trong cái phần nước mắm này rồi mình chan vô trong cái tô bún. Bảo thì tất nhiên là không thể thiếu một ít ớt cho vào trong này rồi. Ngoài nước mắm ra thì ở quán của chị còn hình như có mắm nêm nè, có cả nước tương nữa, bla bla, rất là nhiều loại. Ngay phía sau lưng Bảo nè, né qua cho các bạn xem. Thấy không? Thấy hết không? Nope. Rồi, đó. Bây giờ thì bà sẽ chan một ít nước mắm đã cho ớt vào trong cái tô này. Bảo nghĩ rằng là để dễ chan á, thì các bạn có thể gấp cái phần đồ chua nè, củ kiệu nè. Đó, lên trên cái tô bún này. Rồi xong rồi mình lấy cái muỗng, mình chan nước mắm từ từ vô. Khoan đã, nếm thử nước mắm ở đây xem sao. Đã quá, đã quá. Cái vị, cái nước mắm ở đây nó rất là vừa, không quá đậm. Và đặc biệt là khi mà cho cái đồ chua vào á, nó sẽ có cái vị chua chua ngọt ngọt, rất hấp dẫn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên và thưởng thức. Ở đây thì khi mà làm xong một cái tô bún có rau, có
Những cái nguyên liệu này thì chị sẽ cho thêm một ít mỡ hành lên bên trên nữa, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cái phần nước mắm nó làm nên cái vị ngon trong cái tô bún này. Mỡ hành thơm thơm. Đơn giản như vậy thôi là bắt đầu đã thấy hấp dẫn rồi đó. Wow. Cái phần thịt mềm, thơm, có cái phần đậu phộng ở trong đó nữa, thơm thơm, béo béo. Và đặc biệt là nướng lên á, nó vàng á, cái phần bên ngoài nè, cắn vào trong miệng một cái là đã thơm rồi. Đây là một tô bún 40.000, bao nghĩ rằng á, so với mặt bằng chung, những cái quán bún thịt nướng mà bà đã ăn ở trong khu vực này, và cũng như là những cái quán bún thịt nướng mà từng ăn ở Sài Gòn luôn, thì giá này là bình dân, và đặc biệt là đồ ăn thì rất là nhiều. Làm miếng củ kiệu coi. Giòn giòn, thơm thơm, chua chua, ngọt ngọt. Gắp miếng bún. Cắn thử một chiếc chả giò xem sao. Cái phần bánh tráng ở đây á, nó hơi dày một tí, nhưng mà cái phần nhân ở bên trong á thì nó rất là đầy đặn, nó thơm. Cái này hình như là chả giò hải sản, rất là ngon luôn. Cái này chả giò thì bảo thích là chấm thêm với một chút nước mắm nữa. Ở đây thì bảo nghĩ rằng là chắc là xin thêm nước mắm được, bảo đoán là thế. Nên là bạn nào nếu mà thích chan nước mắm nhiều á, mà một lát mình hết nước mắm, không có nước mắm chấm chả giò, thì mình có thể xin thêm chị một ít nước mắm, bảo nghĩ rằng là được, không có tính tiền đâu mà lo ha. Wow, đúng là cái nước mắm ở đây chị pha rất là vừa miệng, rất ăn rất ngon luôn. Chấm chả giò hồi nãy là nó đã ngon rồi ha, mình chấm thêm miếng nước mắm nữa, quá đã. Và bảo chưa ăn cái nem nướng ở đây, nhưng mà bảo thấy rằng là về cái hình dáng ở bên ngoài á, nó khá giống như cái món nem nướng bán ở miền Tây quê bảo. Cái kiểu không phải là một cái chiếc nem nướng nó thon, nó dài, nó mỏng, mà là một cái chiếc nem nướng rất cơ bắp, tròn này ha, bự này ha, nhìn rất hấp dẫn luôn. Ở đây thì một phần thập cẩm thì chị sẽ không cho cả một cái cây nem nướng vào, mà chỉ là một cái viên tròn lấy ra từ một cái cây đó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử một cái miếng nem nướng ở đây để xem cái hương vị nó có giống với những cái món nem nướng từng ăn hay không. Rất vừa luôn. Đúng như lúc nãy bảo nói, cái vị của nem nướng ở đây là cái vị nem nướng mà bảo hay ăn ở miền Tây, chứ không phải là cái món nem nướng miền Trung, đặc biệt là nem nướng Nha Trang mà bảo hay ăn đó. Cái nem nướng Nha Trang sẽ có độ dai hơn. Ở đây thì cái phần nem nướng này các bạn cho vào trong miệng, các bạn sẽ cảm nhận được là có mỡ ở trong đó. Mặc dù nó không gây ngán, nhưng mà mình sẽ cảm nhận được rõ là có mỡ ở trong đó. Thơm thơm ha, ngọt ngọt, béo béo. Và cái phần thịt ở đây thì không được xay nhuyễn như là cái món nem nướng Nha Trang, vẫn còn hơi lợn cợn một tí, nhưng mà bảo nghĩ rằng là cái chất lượng thì quá đã. Bảo thích đó là kiểu mà mình gấp một cái đũa bún lên, có nước mắm nè ha, mỡ hành, đậu phộng, đồ chua, rất nhiều những cái hương vị chua cay mặn ngọt, thơm thơm, béo béo, hòa quyện lại với nhau rất đã luôn. Đây sẽ là cái phần bò nướng lá lốt. Các bạn cầm lên như thế này thôi đã thấy cái phần thịt bò bên trong rồi. Wow. Cái phần thịt bò ở đây á thì lại không có nhiều mỡ, khá là nhiều nạc. Thơm nè, béo béo, có đậu phộng ở trong đó. Nướng ở bên ngoài vừa vàng thôi, nó không có bị cháy, ăn nó không có đắng, rất là ngon. Hấp dẫn quá. Thể nói rằng á, nếu mà các bạn mê một cái món nào ở trong cái tô bún này, mình ăn riêng một cái món đó thôi không có vấn đề. Nhưng mà với Bảo á, Bảo thích một tô bún có đầy đủ như thế này, mọi thứ một ít vậy, mình ăn mình sẽ không cảm thấy ngán, mà mình thấy rằng là mỗi món kiểu mà rất là hấp dẫn, rất là ngon luôn á. Ăn một tô như thế này nhưng mà về nhà nằm biết đâu lại thèm và ngày mai lại quay ra ăn, là tại vì ăn chưa đã đấy. Nhưng mà bảo nghĩ là cũng có nhiều người họ sẽ không thích ăn thập cẩm như thế này, mỗi món như vậy, ăn chỉ một món với một tô bún thôi, tùy gu mọi người. Và trong rất nhiều món ở đây, chẳng hạn như là thịt nướng nè,
là chả giò, là bò nướng lá lốt. Thì bà thấy rằng là cái món thịt nướng vẫn là cái món ngon nhất và chủ đạo trong cái tô bún này. Nó thơm, nó béo, thịt xay không quá nhuyễn, ăn rất hấp dẫn. Và bạn nào muốn đậm đà nữa thì mình có thể chấm với cái nước mắm ở đây, kẹp chung với miếng đồ chua nữa. Đấy, thưởng thức như này. Mình gấp thêm miếng bún nữa, lùa. Đây là đã có một buổi sáng đầy năng lượng. Ở đây thì bọn nghĩ rằng là chị sẽ bán để những thực khách đến đây ăn sáng hoặc là ăn trưa thôi, đầu giờ trưa các bạn nhé. Trưa mà các bạn đi trễ quá thì bọn nghĩ sợ là không còn. Một vài nơi ở miền Tây bọn ăn nem nướng nó bị kiểu hơi ngọt, còn ở đây thì cái vị nem nướng nó ngọt hơn so với nem nướng miền Nha Trang, nhưng mà nó không quá ngọt giống như ở miền Tây. Nó rất là vừa ăn, rất là phù hợp với khẩu vị người Sài Gòn. Tóm lại với cái tô bún thịt nướng, và bây giờ mình gọi bún thịt nướng thì mình cũng sẽ phải nói lại một chút về cái món thịt nướng ở trong cái tô này. Thì thật ra có thấy rằng là thì họ sẽ không làm theo kiểu là thịt nướng sẽ là cái phần thịt cắt mỏng rồi ép lại hay là nướng ở trên vỉ này kia, mà là họ sẽ làm giống như kiểu là một cái chiếc nem nướng vậy đó. Thịt sẽ xay hơi nhuyễn ra một tí thôi, rồi ướp với gia vị, có đậu phộng, có rất là nhiều nguyên liệu ở trong đó, rồi nướng vàng lên, ăn rất là hấp dẫn. Và trong một cái tô 40.000 mình có thịt nướng nè, có nem nướng nè, có bò nướng lá lốt và có cả chả giò nữa. Bảo thấy rằng là bốn cái món đó món nào cũng ngon hết, nhưng mà cái mà làm nên cái sự hòa quyện cũng như là cái sự hấp dẫn cho cái tô bún thịt nướng này đó chính là cái chén nước mắm này nè. Ăn rất vừa luôn, và đặc biệt là có thêm cái phần chua chua nè, giòn giòn của cái phần đồ chua và củ kiệu nữa, làm cho cái tô bún này nó hấp dẫn và ăn kiểu nó không có bị ngán. Chị sẽ để cái phần rau sống ở bên dưới nha, nên là bạn nào mà không ăn được rau sống thì nhớ dặn với chị, tại vì nếu mà lỡ mình không thấy mình trộn lên là coi như tô bún đó là xong rồi đó. Ngoài cái quán bún thịt nướng thì vẫn thấy rằng là trong cái con hẻm 629 đường Bà Hạt này á, vẫn còn rất là nhiều quán bán rất là nhiều món luôn. Và hy vọng rằng là mình sẽ còn thời gian để quay trở lại đây thưởng thức tiếp tục những cái món ngon ở trong cái con đường này. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hẹn gặp lại các bạn trong những món ngon tiếp theo của chương trình 360 Độ Ngon nha. Bye bye.